Hà Nội truy tìm ô tô đâm cụ bà tử vong, phi tang xe đạp của nạn nhân rồi bỏ trốn. Cụ thể, theo chia sẻ của anh Dũng Minh Tùng ở Gia Lâm, Hà Nội, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 12, mẹ anh là bà Lê Thị H, 73 tuổi, đang đi tập thể dục trên đoạn quốc lộ 5 hướng Hải Phòng, Hà Nội, đoạn từ nhà máy sữa Vinamilk Dương Xá đến lối rẽ vào khu công nghiệp Phú Thụy, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, thì bị một chiếc xe ô tô 4 chỗ màu đen chưa rõ biển kiểm soát đi cùng chiều tông phải, khiến bà H tử vong tại chỗ. Đáng nói, khi gây tai nạn xong, tài xế còn kéo thi thể bà H vào dĩa hè, dắt chiếc xe đạp của nạn nhân đi phi tang nhằm xóa dấu vết hiện trường. Thực hiện xong hành vi trên, tài xế lên xe bỏ trốn. Anh Tùng cho biết thêm, quá trình tài xế gây tai nạn, có một nhân chứng đi phía sau cách 500m, nhìn thấy chiếc xe ô tô 4 chỗ đâm vào mẹ của anh. Tuy nhiên, họ đi qua nghĩ tài xế sẽ báo cho gia đình và do bận công việc, nên nhân chứng này không dừng lại. Đến khi biết được tài xế bỏ trốn mới liên hệ lại với anh Tùng. Tuy nhiên, họ không nhìn rõ biển kiểm soát của chiếc xe. Ngay sau đó, gia đình anh Tùng đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng, mong làm rõ vụ tai nạn và tìm kiếm tài xế chiếc xe đã gây ra tai nạn với mẹ anh.